Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ được trên tay chú thỏ cực kỳ là nhỏ nhắn và dễ thương. Nhìn mệnh, nhìn vuốt kìa, bựa vờ lờ. Cây này các bạn có thể nhận được free và hôm nay thì nó cho các bạn test. Thế mẹ là mình cứ tưởng là nó bán các kiểu cơ, không ngờ nó cho free tận 30 ngày. Hiền thế. Và cây này thì mình cứ tưởng là shotgun cơ. Cứ hồi đầu mình thấy cái ảnh là mình thấy tưởng shotgun rồi. Thế mẹ là SMG. Tuy là SMG nhưng nó cũng không thừa hưởng được những cái tinh hoa bên SMG. Nó kiểu như lai lai, nó khá là yếu và đạn xả ra thì cũng không được nhanh như những cái khẩu như TMP Red hoặc là những cái khẩu VIP. So sánh với VIP thì hơi bị sai sai tại vì cây này là súng tím. Ok, chúng ta sẽ cùng vào vấn đề chính. Này thì ớt đùa. Bạn Cát Linh, bạn ấy tay dài VL. Rồi tôi xong rồi. Lướt qua nhau một giây thôi là đi ngay cái băng bảo vệ rồi. Rồi thanh niên đèn lao xuống chưa kịp làm gì à, thì thanh niên tờ nó dồn vào góc tường, nó đè ra nó sàm sỡ luôn. Đây gọi là sàm sỡ không công khai. Ủa gì đấy, các bạn cứ bình tĩnh. Cái này thì mình cũng không biết là nên gọi nó là súng hay là gọi nó là pet. Bây giờ súng thỏ là bỏ súng. Đùa. Sai sai rồi. Mình nhìn ở cái mắt của nó có một cái ánh mắt cực kỳ là phẫn nộ. Đấy, lâu lâu lại sáng lên một cái. Thôi em té đây. Các bạn bình tĩnh. Mình là một con người không thích gây sự với ai, trừ phi mà người ta muốn hiếp mình. Còn không thì mình cũng không làm gì người ta đâu. Các bạn đừng có sồn sồn với mình. Rồi đây đây đây, sau lưng bạn ơi. Đấy, rồi nó thấy mình là nó như kiểu điên loạn ấy, nó chém bừa, chém linh tinh. Rồi tôi, các bạn ơi, các bạn đừng vì mình mà phát điên nhá, thế thì mình có lỗi với bố mẹ các bạn lắm. Rồi đâu rồi. Hôm nay thì mình sẽ cover cùng cây Knuckle 2 VIP. Con này thì bán ảo rồi, mỗi tội là ping cao mình khó cận chiến quá. Ping mà nó cứ giật lên 100x như thế này thì bố là nào chịu được. Chúng ta có câu là rồi giang hồ hiểm ác không bằng mạng lác Việt Nam. Mọi chưa gì đã phải biến hero. Tiếc quá. Ai tôi xong rồi, tôi xong rồi, tôi xong rồi. Khắm thế à rồi. Mình phải vào trận khác đây, tại vì cái trận lúc nãy đen quá. Admin thì rảnh háng, cho mình làm cho bài liên tục. Còn bọn cùng phòng thì nó lại chơi cục súc VL, cứ đứng lên cùng hàng mà chĩa xuống vào mặt mình. Cái hình viên đạn đấy lại tha thu đi người mình mà nó nhiều vô kể. Nó vừa vừa thì ok. Rồi thôi thôi thôi, thì mình phải té qua cái phòng này. Đấy, lại đen. Thằng bên AK bên kia nó không chọn, nó cứ để chọn mình. Thế nó mới cay chứ nhở. Chả nhẽ rồi tôi đẹp dai đến thế. Không thể tin được. Chắc là mình cầm con pet mới. Đó là con thỏ cùng với nhân vật là cực kỳ là sexy và đầy nam tính. Vâng là sorry các bạn, con này là Mario Jaguar. Ô, thì như này vẫn nhây. Mình có đụng chạm đến gì bạn đâu, bạn nhây với mình thế. Ô, tôi xong rồi, lỡ tay. Pha đấy không lỡ tay thì thằng đấy sấp mặt lờ. Rồi phải cận chiến thằng tơ trước, tại vì thằng tơ khó phát hiện. Thế méo nào nó biết, nó bắt mùi được mình mà mình không bắt mùi được nó mới ghê chứ. Bây giờ nhà phát hành chơi kiểu đấy thì chơi đấu ngựa, đấu zombie nó rất là khó. Khi mà không để ý một tí thôi là thằng tơ nó sẽ hiếp sấp mà lờ bạn. Khẳng định mà một câu là thế luôn. Đấy, lại đây. Bây giờ hero rồi, chả sợ bố con thằng nào. Tuyên bố clear team. Thế thôi. Không clear team được thì mình cũng té chạy thôi. Không làm được gì mình đâu. Rồi, bật cái đấy lên thì nó cũng thế thôi. Ngon thì qua đây xem nào. Đấy, lại rớt rồi. Bọn kia nó lại chửi tơ ngu quá. Ai hi. Rồi, đây mình xuống này. Có cái con nhấp nháy kìa. Không ăn được. Bọn này nó cứ quấy rối. Người ta đang hôn nhân hạnh phúc mà bọn này lại cứ thích quấy rối. Ở chuyện người ta thì không nên xía vào. Xía vào sấp mặt đấy. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta lại cùng nhau hưởng thụ đêm tân hôn. Thôi xong rồi. Bạn, úi dồi. Phải biến thôi anh em ạ. Nó móc phía sau. Nó móc phía sau. Úi dồi, tơ đây nữa. Thằng tơ. Rồi thôi xong. Nhanh chứ nhở. Thế mẹ mình cứ tưởng là chém chết thằng tơ rồi là đời mình sẽ tươi.
Nhưng không ngờ là cái con Naruto nó lại dập tắt cái niềm hy vọng cuối cùng. Thật là VL. Rồi chúng ta sẽ cùng đi thẩm du này. Mạnh cầm SMG đi thẩm du nó mới khê. Có này mà tuy là SMG nhưng đối với mình nó là một khẩu súng bẩn bựa và mình cũng không biết là nó thuộc cái dòng nào. Chả biết là thuộc cái dòng nào luôn ấy. Bắn thì nó là một cái dòng lạ lắm. Cứ không phải là súng ở bên CF nữa rồi. Nó không phải là súng nữa, nó là một con thỏ. Đấy. Nên bắn thì mình cũng không có cảm giác mệnh hay là gì hết. Úi giời, cứ bắn bừa thôi. Thằng này lại chết rồi. Nãy lại hứng lại giết mình đấy. Hình như là cái thằng lúc nãy cào mình phát cuối đây, cầm Naruto. Đấy, bạn ơi, bạn hổ báo như thế thì bạn nằm xuống thì chả ai khóc thương cho bạn đâu. Cái đấy là nó đính vào ý thức dòng họ rồi. Úi giời, gì đấy? Chúng ta sẽ cùng nhử thằng Tơ. Đây này, úi giời, Tơ nó lên nó la liếm thùng hàng. Thôi xong rồi. Thánh này phải gọi là Takuda. Thế mèo nó vết kinh thật nhở. Ở thằng kia cũng cầm súng thỏ kìa. Trời ơi, thật là VL. Có ai như xếp một bài không? Mình mệnh lấy động vật ra làm súng. Một hình ảnh cực kỳ là phản cảm. Nhưng mình cực thích điều này. Mình đi. Bây giờ còn 3 người thôi. Chúng ta sẽ cùng đợi hero. Rồi mình đi. Rồi thằng kia chết rồi. Đèn thế đứng một mình. Mình xin lỗi bạn là mình không cover được. Tại vì bên mình nó cũng kiểu như là nó chuẩn bị hiếp cho mình sắp mà lờ rồi. Cái ánh mắt hình viên đạn thì nó nhìn xuyên tường. Em biết phải làm sao. Đấy. Rồi thằng kia thì nó lại té đi. Nó không cover cho mình. Quỷ diên này. Rồi. Lâu lâu lại quay ra cấu vài phát. Con này đáng nhẽ làm shotgun thì nó phê hơn đấy. Nhìn nó bẩn bựa hơn. Chứ làm SMG thì khoai quá. Thôi xong rồi. Đi này. Ảo lôi. Thật là hư cấu. Ôi thằng kia chết rồi. Ôi giời. Thôi xong rồi té. Té nhanh. Bọn này nguy hiểm thật. Rồi mút máu là đây. Rồi hay quá. Hên. Tâm hay không bằng một hên. Và đấy hết thời gian rồi mà mình cứ tưởng là còn dài cơ. Chứ không thì kiểu gì cũng lao xuống và chơi thêm vài phát nữa. Để cho nó kỳ tính. Mong trận này em không làm giống bài ạ. Cứ hết hồn rồi. Trận lúc nãy cứ trận nào cũng làm giống bài. Khiếp quá phải tát cơ. Ôi mày quá. Ba thằng làm giống bài. Đen. Số đen thì nó đã điểm rồi. Các bạn vào phòng thì các bạn đừng trách ai làm cái gì nó mệt người. Mình thì mình cũng thế thôi. Đây rồi. Lỡ tay hôm nay thì mạng lát quá. Chơi nó không được tốt. Anh em bình tĩnh. Bình tĩnh còn thắng được. Những ai chơi liên quân thì sẽ biết được cái câu này. Bựa VL. Đây rồi, úi dồi. Hàng nó cứ nằm ngay trước mặt thì em phải ăn thôi. Cảm ơn. Thank you. Úi dồi, lại đây nữa. Con hàng tiếp theo. Úi dồi. Tơi. Bạn làm cái gì đấy? Tình như tơ lại giở trò đồi bại với mình. Thật là VL. Hay lắm. Chết chắc rồi. Úi dồi. Chém cái gì nữa cho nó mệt người. Thanh niên cầm dao Kuri Champion S1 hay sao? Nhìn thấy quen. Đáng nhẽ mình cũng không biết tên đâu. Nhìn mấy bữa nay toàn cầm con đấy đi săn Dubai. Bảo sao không quen. Rồi nhanh lắm. Dubai bên này thì khi mà gặp Tơ nó chơi hay thì xác định thôi. Mà Tơ chơi hay thì nó rất là nhiều. Chứ không phải ít đâu. Bên Việt Nam mình lâu lâu mới gặp thanh niên Tơ chơi hay. Còn bên này anh em phải gọi là nó tầng tầng lớp lớp và mây kinh lắm. Thằng nào cũng chơi Tơ cực kỳ là bá đạo. Bảo sao giúp bay không nhiều. Thôi xong rồi. Mới nói xong. Số em thì nó đen thế thôi. Đen quá. Đi rồi. Vĩnh biệt. Tại vì số đen mà. Ủa thì nhiên test súng à. What the fuck. Cắm mặt vào tường. Sám hối. Đây sau lưng này. Thôi xong rồi. Thẩm du thế kia mà. Xin lỗi bạn. Có
bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Hết máu rồi, bắn cho mình luôn đi. Chập chờn trăng đêm, thấy mấy thằng thầm rú. Rồi chết trên thùng hàng nhá. Chết trên thùng hàng. Tụi mày phải chết. Tôi xong rồi, cố lên. Còn 2k tiếp. Rồi rớt xuống một thằng rồi. Thằng tiếp theo là. Rồi rớt xuống. Rớt xuống là đi thôi. Cái bọn kia nó cứ cái mặt hình viên, ánh mắt hình viên đạo. Nó cứ hóng lên cái thùng hàng. Bảo sao rơi xuống, cái thằng nào rơi xuống như cá rơi vào lưới thôi. Rồi còn hai thằng tên này biết làm sao bây giờ, chờ nó xuống hay là lên ta. Úi rồi, thiên nhiên hay thế VL, tao cay mày lắm rồi nhá. Chưa gì mới bước vào thôi mà nó đã đón chào mình bằng một đống đạn, cay mày lắm rồi. Úi rồi trời ơi, nhanh thế các bạn, nhanh quá. Bình tĩnh thôi. Từ từ, chúng ta sẽ cận chiến trận này nhiều một tí. Chơi cận chiến ít quá ấy, không chơi được. Dạo này tuy là lag nhưng mình sẽ cố gắng cận chiến nhiều để cho anh em mát mắt. Mình cũng đọc thấy comment ở cái clip trước là anh em thấy cận chiến nó mát mắt VL. Đấy, thì mình sẽ cố gắng cận chiến trận này. Trận cuối là phải làm cho nó ra trò cơ. Đâu rồi? Không tuyệt chủng giống mai thì nó cũng phải từ 3-4 con trở lên, hoặc 2-3 con thì cũng ok. Rồi chúng ta sẽ cùng lên đây xem thằng nào sẽ là trong tầm ngắm. Đây rồi, AFK. Mình cần tơ cơ, phải giết được thằng tơ trước. Đấy, tơ đây này. Giết được tơ mới đi cận chiến được anh em ạ. Chứ không giết được tơ thì khoai lắm. Khoai lắm. Đây rồi, phải giết được thằng tơ. Ôi, mình đi. Tớ ơi, mình ở phía sau. Này thì thích thể hiện này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi clear team zombie. Bây giờ chả sợ bố con ta nào nữa rồi. Một khi tớ nằm xuống thì không con nào có thể bảo bọc và trẻ chơi cho các bạn nữa. Và bắt buộc các bạn phải nằm về với đất và ăn ở với Jun. Đây rồi. Úi rồi, chết rồi. Cái gì đấy, hai thằng, ba thằng. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Ai ơ, sao mình chém hai thằng mà tự dưng lại có đam nó hiện lên cái thằng nhấp nháy thế ta. Đùa. Tuy là cái khẩu này yếu nhưng cover cận chiến là phải gọi là mắc bá đạo. Úi rồi, thôi xong rồi. Thế nhiên đứng từ xa nó bắn hết sọ ghê nhở. Khô lời. Còn 38 giây nữa, 36 giây nữa, chúng ta sẽ cùng kết thúc cái trận này bằng những pha cận chiến. Đây rồi, úi dồi. Một mình, hai ta, úi dồi, thơm thế. Không cần nhấp nháy, con này cứ đè vào đầu mà vả thôi. Tuy không hết sọt nhưng đam nó mang lại nó rất là to. Đây rồi, đây rồi, hay quá, thằng tiếp theo. Úi dồi, thử xong rồi. Thằng tiếp theo nào, bình tĩnh. Bạn ơi, vào đây. Mình cần bạn cần mình. Chúng ta cần nhau. Úi dồi, thôi xong rồi, hết giờ rồi. Mình sẽ kết thúc clip này, các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.